Xin chào tất cả các mọi người, và hôm nay chúng tôi sẽ chào bạn, hôm nay sao về stream. Xin chào mọi người đã đến với lớp của mình. Hôm nay tụi mình sẽ vào một cái lớp cho một cái gọi là ai hiểu ai hơn. Yeah. Đó, mới cô đầu tiên này anh em hiểu nhau rồi. Cái gì đó? Ta bây giờ là địch. Địch hả? Yes. Địch là đâu? Là bạn đối thủ. Ok. Là enemy. Yes. Yes. Và chúng tôi sẽ có những loạt câu hỏi dưới đây để trả lời xem có hiểu ý nhau không. Nếu mà hai đứa mà khác nhau sẽ là thua. Yeah. Ok, chúng ta sẽ ngồi mặt đối mặt với anh. Ok, let's go. Câu hỏi đầu tiên. Yo. Ăn cung gì? Gì? Ăn cung gì hả? À, cái này dễ, dễ. Này, ba. Đúng không? Gì á? Chim nghêu. Thì em viết thì em gạch là sao? Tao quên, xin lỗi, nãy giờ hỏi giờ gạch. Nhưng mà đúng là kim nghiêu. À, anh hiểu em đó, thấy chưa? Em phải cần anh, hiểu không? Ok, phải cần anh. Khiêm cung gì? Ok, khiêm cung gì hả? À. Ê! Em xong rồi. Đâu? Sai! Anh cung... bọ cạp. Cung nhân mã. Sai. Cung nhân mã. Bọ cạp rõ ràng. Nhân mã. Ăn thì ăn gì? Ăn thích ăn gì hả? Yes. Dễ hả? Đúng không? Cái gì cơ? Ê, em đổi hả? Em mới đổi. Dim sum em thích ăn bao giờ? Em chẳng ăn dim sum. Em thích ăn lúc nào? Lấy nào em chẳng ăn dim sum. Em ăn đâu? Rồi, không thích ăn món này là tôi hiểu rồi. Là tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Ủa thì em ăn sushi. Thôi, không thích ăn món này tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Ăn bị điên hả? Em có thích ăn dim sum mà. Chuyện gì xảy ra, gì xảy ra, thôi, gì thôi, xảy thôi, ra. Thôi, rồi, rồi. Xảm quá. Đúng là... em chỉ thích ăn sushi hot girl thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa lúc nào anh Kim thích ăn sushi nhất, anh cho em đi ăn sushi đi. Không, bây giờ dim sum. Dim sum ngon là... hả? À, rồi cũng sẽ khác thôi. Chính xác là vậy đó. Đó, hot girl hồi thành phố Hồ Chí Minh à. Nhã quá. Ok, let's go. Khiêm thích ăn gì? Ôi trời đất, cơ chị gì vậy ta? À, không biết đúng không nữa. Ghi đại nha. Ok. Ghi đại. Không chưa? Một, hai, ba. Gì em biết em là cái gì? Cái gì á? Muối tôm, mì gói trộn, tờ heo. Cũng đúng rồi. Không, không đúng. Anh theo ý anh, cái này cũng đúng. Nhưng mà anh là anh thích ăn nhất là okay. Hamburger okay. Mì trộn là do là Grab đang đóng cửa thôi. Nên anh đâu có được ăn nữa. Nên mì trộn là anh phải làm. Xài với anh mê muối tôm như là cái gì? Tôm anh ăn lúc nào? Nguyên tuần anh đâu ăn muối tôm. Thôi nhẹ, đừng nói nữa gì. Chứ mì gói trộn là cái gì? Mì gói trộn thì đói quá phải ăn thôi. Như là sao được? Vô. Anh thích mẫu người đàn ông như thế nào? Không biết kỳ kiểu gì. Người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok. À, một thôi đúng không? Một đặc điểm thôi đúng không? Một chữ thôi. Ok. 3, 2, 1. Cái gì? Ngầu hả? Gì? Dầu. Không, thật ra thì cũng đúng đó. Thật ra thì cũng đúng. Khá khá khá. Thích nào? Thích vật chất. Thích vật chất. Đâu đâu, cái này không gọi là thực dụng. Bây giờ cuộc sống bây giờ thì anh phải biết suy nghĩ đúng chứ, phải đúng không chứ mày. Dạ, em thích người giàu. Nhưng mà hả? Em thích ngầu. Em ghi cái gì hôm nay em thích? Em nói là em thích ngầu. Okay. Em bảo cái gì thực dụng thôi không? Anh mệt quá. Mẫu người khiêm thích. Khiêm thích hả? Ok. 1, 2, 3. Gái hả bà? Cái gì? Tam City hả? Tam City? Là sao? Ở nhà anh gần Tam City mà em không nói gì đâu. Còn tự nhiên là... Tam City? Đâu ra, nhà mắc quá là sao mua? Em tự... Ủa cái chứ anh thích gái Hà Nội mà. Ừ thì thích hết. Không, cái này nè, gái Hà Nội cộng dầu. Cộng dầu hả? Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Thì phụ thì
sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại. Nhờ nhà ngoại nha, không nhờ nhà vợ nha. Yes. Ok. An sinh ngày bao nhiêu? An sinh ngày nhỉ? Dễ. Quá dễ. Xong chưa? 1, 2, 3. Giờ. Đúng không? Em viết số mấy hả? 27 hả? 27 tháng 4 năm 2006. Chữ xấu như gà. 27. Để chữ em đẹp không? Này không nhớ nữa thôi á. Tại sao tôi phải nhớ sinh nhật em? Yeah. Cái gì tôi phải xin nhớ? Ở quên mất, tôi phải giả vờ tôi không nhớ thì tôi phải giả vờ chứ. Ra kiếm sinh ngày bao nhiêu? Dễ nữa. Cái gì? 17. Em đồ đó chứ 27. Đùa hả? Sinh nhật anh đang trùng ngày với em. Trùng ngày em nào? Anh không trùng, nhầm đúng rồi đó. 17, anh viết nhầm á. 17. Sinh nhật tôi không nhớ, đi cãi tôi à. Đâu em nhớ. Sai này, anh sai à. À. Em nhớ mà. Em nhớ hả? Em nhớ mà em có thể ghi anh đâu. Trên mặt An Kiên thích nhất ở điểm gì? Trời đất ơi, không biết luôn. Thì cứ ghi mũi tẹt chứ. Rồi, chưa? 1, 2, 3. Mắt hả? Anh thích mũi em á. Rồi lát em có ghi chữ tẹt đúng không? Em thấy anh bôi đàng hoàng nha. Anh bôi kỳ mũi, anh vẽ cái mũi mà anh vẽ xấu. Anh ghi chữ tẹt. Đâu, anh ghi chữ tẹt đâu. Anh thích mũi em á, tại vì mũi em tẹt. Đúng rồi, bởi vậy anh sinh ngày 17 tháng 11. Ba, hai, một. Ờ, đúng lẻ đi. Tớ đi đúng rồi, đúng rồi. Mũi cao. Mũi cao thì S là sao? Mũi cao hình chữ S. Cái này hình gì vậy cho? Hình Việt Nam hả? Hình như cái này là... Ê, đứng vẽ. Dán mũi cao V-Line. V-Line. L hả? L. Không biết nữa thay khỏi gì. Mũi cao N. Cái gì? Hả? L chứ không phải N nha mấy. N không có L. Cái gì đó, N là nó bự ra luôn á. Chắc cũng hình N. Khiêm và An có những điểm chung nào? Chung nào hả? Ừ khó ghi quá. Ok thôi như đại đi ha. 3, 2, 1. Ừ. Âm nhạc. What did you write? Nhảm. Ai nhảm có mình anh nhảm mà nghe đâu nhảm đâu. Em nhảm à? Chúng ta đều chung điểm là nhảm. Âm nhạc là dĩ nhiên rồi, không thể khác được. Như âm nhạc, nhảm nhí. Ăn cho mét bao nhiêu? Ăn cho mét bao nhiêu? Chết rồi. Đi đúng rồi nha. Bữa này bảo anh là mét là... Ok. 3, 2, 1. Mét bao nhiêu? 61. Gì? 61 hả? Sao hôm bữa em bảo em mét 59 mà? Em tăng chiều cao, em nhảy dây, uống tước tăng chiều cao. Wow. Không đó, chứ giờ này mình nhảy dây nhiều lắm. Thôi em đo lại chơi mà em bảo em sao mét 61. Em là 61. Em không thể nào dính vô mét 60 được. Tí đo lại không đúng, ăn đấm. Kiên cao mét bao nhiêu? Kiên cao mét bao nhiêu? Một, hai, ba. Cái gì? Ui! Đúng vậy! Không, thực ra anh cái này là anh đo... Làm tròn hả? Anh ừ, làm tròn là đúng rồi đó. Mét 72 đúng không? Ừ. Đúng không? Mét 72. Đi chờ đợi là mét 72. Cười không? Xỉ nhục chi cao ấy hả? An có yêu Kim không? Ông trời. Câu trả lời mà nó... Dễ cực kỳ. Ba. Má nhảm. Anh đâu có. An yêu thành phố Hồ Chí Minh. Điên quá. Đúng
mọi thành phố em mở không yêu. Ở tên gì em gì yêu thành phố Hồ Chí Minh ra. Em yêu thành phố này em mở. Em yêu thành phố Hồ Chí Minh ấy. Anh có yêu thành phố Hồ Chí Minh không? Không, anh yêu Hà Nội rồi. Anh không yêu thành phố Hồ Chí Minh đâu em. Hà Nội. Ừ, Hà Nội gì? Ừ, Hà Nội hỏi cái câu gì ta không kịp nghe được. Thôi. Em chỉ biết mỗi một câu là Hà Nội nghìn năm văn vở. Anh chỉ biết nói là Hà Nội không vội được đâu. Hà Nội không vội được đâu. Tất nhiên. Ồ. Không cần vội. Không cần vội, anh như Hà Nội. Được. Kim thích cái gì cơ? Tính cách nào của anh? Ok, 3, 2, 1. Cọc nhã. Ừ, em cọc nhã. Em có cọc luôn. Đâu. Tự nhiên mình kêu, không có cọc. Tự nhiên cọc nhã luôn. Không biết chuyện gì hết. Em hiền thôi, không bao giờ cọc với anh. Không, em cọc nhã quá mà. Mỗi lần mình kêu ai là cái gì vậy? Cọc nhã á. Sao? Thích nhất á. Mình thích cái tính cọc này của anh. Tại vì khi anh cọc nhìn anh dễ thương. Nhã nhã không? Đó, cục nhảm đó thì em nhảm đó. Khiêm có yêu anh không? Một, hai, ba. Không, cái này là không. Cái dấu sắc này nhảm á. Không nè. Không. Khiêm có gì? Câu hỏi là có yêu anh không? Vậy? Anh sao đi ra? Có hả? Có. Ghê anh đi nhở? Thì không mà. Xin lỗi rồi, tình đơn phương rồi nha má. Yêu đơn phương rồi, nhìn thấy cái gì không? Vậy là viết hoa chữ đã xấu rồi. Không. Khang hả? Khang hả? Đúng rồi, Khang. Khang là cái gì? Người yêu em hả? Đôi khi bên em thương ơi. Là gì nhỉ? Thà trăng minh chẳng nói ra. Em yêu đơn phương không tình đâu sáng nha. Sợ ngủ không phải nha. Em mở đêm vô em mang con tên thì lối về. Nét đi. Ta vẽ mặt của đối phương. Okay. Vẽ mặt đối phương. Mặt an xấu quá. Không vẽ được. Đây để vẽ nè. Cái cải xỏ nha. Thịt dai lắm luôn trời. A few moments later. Yeah. Xong rồi đó. Một, hai, một, hai, ba. Quá. Chuyện gì xảy ra? Yêu con lợn làm burger rồi. Hello. Yêu con lợn anh kia con mí à? Con lợn của anh gọi là đẹp. Nè thế này không? Con lợn anh nhìn giải trí quá. Câu này mới đẹp. Mặc bên lên. Yêu. Ấy em vẽ em mà mặt mặt vẽ lai, anh vẽ em mà mặt đựng mà. Mặt là mặt vẽ lai em vẽ mặt là. Yêu. Thế anh vẽ này không? Mọi người chấm điểm đi. Này là 10, cái này là 1. Qua trò chơi hiểu nhau này thì chúng tôi mới biết là chúng tôi chẳng hiểu nhau chỗ nào hết. Yes. Hiểu nhau mấy chỗ thôi. Ừ. Tôi không hiểu tôi làm sao mà tôi hiểu anh được, đúng không ạ? Đúng rồi đó, còn lo anh mới hiểu được tôi. Ok, nếu các bạn thích thì các bạn hãy nhớ share và comment những trò chơi mà các bạn thích cho mình về An chơi nha. Và các bạn nhớ subscribe cho An và subscribe cho mình. Yes sir. Và goodbye và hẹn gặp lại mọi người. Ruby Tintin.